Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Đam Mê Săn Bắt nha mọi người. Hôm nay bắt đầu mình đi thăm cái đầu tiên. Dính bẫy rồi. Dính này, dính này. Ê, cái đầu tiên nha mọi người. Đây khu này có một phần cỏ như vậy nè, có một khúm cỏ này, hầu như trên đường toàn là tràm không á, có một con đây. Chúng ta tới cái thứ hai nha mọi người. Chỗ này mình cũng chỉ gạch lại của người ta thôi, thấy nó còn chút dấu ăn. Chó người ta gầy rồi nè, thấy không? Chó người ta gầy rồi, mình thấy còn cất với dấu ăn, mình gầy lại thôi, hên xui thôi, sợ nó bể bẫy á. Có dựng bẫy mà không biết có chuột hay không. Ây chà, rồi có một em chuột con thôi nha mọi người. Đây, cái thứ hai nói chung cũng được. Chúng ta tiếp tục tới cái thứ ba ha. Cái này cũng gầy lại thôi nha. Ây chà, dựng bẫy. Ui, nhẹ không? Cái môi lỗ dưới này nè, khôn không? Môi lỗ, môi lỗ này nó ăn hết lúa. Con này con quỷ với con chuột nha mọi người. Môi lỗ thằng lưới phải thiệt chứ. Hôm qua tôi gài ở đây nhưng mà nó bị ủi bẫy cắn không, không biết hôm nay thế nào. Rồi xong luôn. Này bị sảy rồi nha mọi người. Thiệt. Đây hôm bữa tôi gài rồi. Rồi cực bự quá mà dính 10 con. Hôm nay tôi gài lại. Trời ơi, sao xảy nữa rồi. Tiếp tục nha nè. Lầm rồi, lầm rồi. Đi. Thằng khủng anh em ơi. Thằng khủng rồi, thằng khủng rồi. Cứng lòng rồi. Quả đá. Chúng ta tiếp tục qua đây. Ây da, đây hàng cũng khủng luôn nha anh em, vàng cứng lòng. Bảy. Ây da, lại một em chuột con nha mọi người. Chuột này về mình nuôi thôi. Ui, dựng bẫy, lầm rồi. Ê cha, hơn